Chào Giang và kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới video này. Và không để quý vị chờ đợi lâu, sau đây sẽ là những tin tức nóng nhất trong ngày. Trùm giang hồ, Dũng Phương xa lưới. Kính thưa quý vị, liên tục có những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, trùm giang hồ Dũng Phương cùng nhiều đàn em dưới trướng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Theo thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, sáng nay ngày 5 tháng 2 liên quan đến hoạt động phạm tội của băng nhóm do Trần Quốc Dũng hay còn gọi là Dũng Phương, sinh năm 1977 ở phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu. Phòng cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án và tiếp tục thu thập tài liệu, đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý triệt để các hành vi vi phạm đối với các đối tượng trong băng nhóm này theo quy định. Theo hồ sơ tại cơ quan công an, Trần Quốc Dũng là đối tượng hình sự cộng cán trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Dũng từng có 3 tiền án vào những năm 2013, 2008 và 2000 về các tội danh gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật và 3 tiền sự về tội cố ý gây thương tích và xuất cảnh trái phép. Trong suốt thời gian qua, Dũng vẫn tiếp tục chiêu mộ nhiều đàn em dưới trướng, thực hiện nhiều hoạt động phạm tội. Trước tính chất phức tạp của băng nhóm này, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương xác lập chuyên án, triệt xóa băng nhóm này. Sau một thời gian xác lập chuyên án, đấu tranh với băng nhóm này, ngày 1 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Cẩm Phả phá chuyên án, đồng loạt bắt giữ Trần Quốc Dũng và 5 đối tượng vì đã có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Liên quan đến hành vi vi phạm của băng nhóm Trần Quốc Dũng, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được 5 đối tượng khác có liên quan. Bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ 10 điện thoại di động các loại, 1 xe ô tô, 1 còng số 8 cùng một số tang vật khác có liên quan. Kiên Giang bỏ lọt tội phạm đối với hai nguyên chủ tịch huyện. Kính thưa quý vị, theo Viện Kiểm soát, trong các giai đoạn làm chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng, ông Ngô Công Tước và Đoàn Hồng Dinh đã có nhiều sai phạm nhưng không bị xử lý hình sự là bỏ lọt tội phạm. Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa kháng nghị đề nghị Tòa án nhân dân cung cấp xét xử phúc thẩm theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang liên quan đến sai phạm tại dự án trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng, Kiên Giang gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã xử sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Lê Thành Đồng, sinh năm 1966, nguyên giám đốc ban quản lý dự án trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng, 6 năm tù. Châu Văn Mừng, sinh năm 1984, nguyên cán bộ kỹ thuật, ban quản lý dự án, trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng, 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt mức án từ 3 năm tù treo đến 3 năm tù giam. Hàng loạt các sai phạm gây thất thoát hàng chục tỷ đồng. Theo bản án sơ thẩm, năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 3 dự án, trong đó dự án trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng chiếm 143 tỷ đồng cùng nhiều hạng mục công trình. Sau khi được phê duyệt, dự án thi công đến năm 2016 và đưa vào sử dụng một số hạng mục nhưng chưa nghiệm thu, quyết toán, bàn giao công trình. Tháng 7 và tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Sau đó, các bị cáo đã bị khởi tố, truy tố, xét xử. Sau bản án sơ thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã kháng nghị hủy án sơ thẩm vì cho rằng bản án này đã bỏ lọt tội phạm đối với hai nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là ông Ngô Công Tước, ông Đoàn Hồng Dinh và nhiều nội dung khác. Theo kháng nghị về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, cấp cơ sở đã bỏ lọt tội phạm đối với ông Ngô Công Tước, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng, Trần Văn Hùng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật xây dựng công trình, Nguyễn Văn Lực, cán bộ thẩm định và Cao Văn Phước, đơn vị thiết kế công trình vi phạm. Cụ thể, theo điều tra, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm hành chính huyện đã được thành lập theo quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và thay mặt chủ đầu tư Ủy ban nhân dân huyện thực hiện dự án trung tâm hành chính huyện, chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện. Qua đó, ông Ngô Công Tước, chủ đầu tư đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán công trình. Sau đó, Lê Thành Đồng đã ký kết hợp đồng với các nhà thầu liên quan. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các bị cáo đã áp dụng sai đơn giá, định mức, khối lượng so với quy định của pháp luật,
tự thay đổi thiết kế tại một số công trình nhưng không thẩm định lại, dẫn đến công trình không đảm bảo an toàn, sai phạm trong thi công, khai khống đơn giá vật tư. Các hành vi này của các bị cáo gây thiệt hại ngân sách hơn 16 tỷ đồng. Theo Viện Kiểm sát, các sai phạm trên đều có dấu vết của ông Ngô Công Tước, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Lực, Cao Văn Phước và các bị cáo liên quan, dẫn đến thiệt hại. Làm rõ động cơ, mục đích. Về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Viện Kiểm sát nhận định cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm đối với ông Đoàn Hồng Sinh cũng như xác định sai thiệt hại. Hồ sơ vụ án thể hiện, UBND tỉnh đã có phê duyệt chi phí thiết bị tại Trung tâm Hành chính huyện U Minh Thượng gần 7 tỷ đồng. Theo đó, Sở Khoa học và Đầu tư tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu hai gói thầu mua sắm thiết bị, công nghệ tại văn phòng huyện ủy và hội trường huyện có giá trị hơn 2,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Đoàn Hồng Sinh giai đoạn 2015-2016, việc mua sắm thiết bị chuyển từ hình thức đấu thầu, chào hàng, cạnh tranh sang hình thức chỉ định thầu. Từ đó, bị cáo Đồng đã phân công bị cáo Mừng thẩm định hai gói thầu và ba hồ sơ chào giá của các đơn vị cung cấp. Trên cơ sở thẩm định của Đồng và Mừng, ông Sinh đã phê duyệt dự toán hơn 12,2 tỷ cho hai gói thầu do Ban Quản lý Dự án Trung tâm Hành chính huyện ký hợp đồng với hai nhà cung cấp thiết bị, doanh nghiệp tư nhân Anh Thư và công ty Đại Thế Thành. Căn cứ kết luận giám định của Sở Tài chính, chủ đầu tư đã thực hiện sai quy định, thủ tục. Vì vậy, cấp sơ thẩm đã truy cứu trách nhiệm hình sự với bị cáo Đồng và Mừng. Đồng thời, về thiệt hại hai gói thầu, cấp sơ thẩm xác định là hơn 3,1 tỷ đồng, nên cả ba người liên quan phải có trách nhiệm liên đới bồi thường. Bị cáo Đồng có trách nhiệm cao nhất tương ứng với 40%, ông Dinh tương ứng 35% và bị cáo Mừng tương ứng 25%. Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát, giá trị hai gói thầu trên được tỉnh phê duyệt với giá trị hơn 2,9 tỷ đồng, nhưng các bị cáo tự thay giá trị gói thầu và thanh toán hơn 10 tỷ đồng cho doanh nghiệp tư nhân Anh Thư, công ty Đại Thế Thành. Vì vậy, số tiền thiệt hại sẽ là hơn 7,2 tỷ đồng. Viện Kiểm sát cho rằng hành vi trên của ông Đoàn Hồng Sinh, bị cáo Đồng và Mừng là có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc lạm quyền trong thi hành công vụ. Cần điều tra làm rõ động cơ của ông Đoàn Hồng Sinh và các đối tượng liên quan trong việc chuyển đổi từ hình thức đấu thầu cạnh tranh sang hình thức chỉ định thầu. Động cơ, mục đích trong việc điều chỉnh thay đổi số tiền thanh toán cho cả hai gói thầu. Làm rõ hành vi của doanh nghiệp tư nhân, Anh Thư và công ty Đại Thế Thành khi được Ban Quản lý Dự án Trung tâm Hành chính huyện chỉ định thầu. Kháng nghị nêu. Bắt đối tượng đưa người vượt biên còn trốn cách ly. Kính thưa quý vị, sau khi bị phát hiện đưa người từ Campuchia vượt biên về Việt Nam, Lâm bị bắt đưa đi cách ly. Sau đó, Lâm bỏ trốn khỏi nơi cách ly rồi vượt biên sang Campuchia. Ngày 4 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Tây Ninh đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lương Văn Lâm, sinh năm 1998, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2020, tại khu vực biên giới thuộc xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Công an xã Long Thuận tuần tra phát hiện Lâm đã điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Thị Thúy Lan, sinh năm 1996, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Sau đó, Lâm và Loan được đưa đến trung tâm cách ly theo quy định. Trong thời gian đang chấp hành việc cách ly, Lâm đã bỏ trốn sang Campuchia. Đến ngày 21 tháng 1, Lâm nhập cảnh trở về Việt Nam và lại được đưa đi cách ly. Ngày 26 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Tây Ninh ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Lương Văn Lâm về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Đến ngày 4 tháng 2, sau khi hoàn tất việc cách ly, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Tây Ninh thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Lâm để điều tra. Bước đầu làm việc, Lâm khai nhận Lâm biết Loan đang làm thuê ở Campuchia muốn quay về Việt Nam thăm gia đình nên đồng ý đưa Loan trở về Việt Nam với giá 5 triệu đồng. Ngày 25 tháng 10 năm 2020, Loan đón xe ôm đi đến khu vực hầm đất giáp với biên giới giữa Campuchia, Việt Nam, chờ Lâm đến đón, đưa nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị công an phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật chính quyền nhân dân. Kính thưa quý vị, Ngô Công Trứ, huyện Tây Hòa để điều tra về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngày 4 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Ngô Công Trứ, sinh năm 1988, trú tại thôn Phú Đông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên, về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, được quy định tại khoản 1, điều 109 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn.
theo Cơ quan An ninh Điều tra, khoảng tháng 2 năm 2020, thông qua mạng xã hội Facebook và kênh YouTube, Ngô Công Chú đã đăng ký tham gia trưng cầu dân ý theo lời kêu gọi của tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ngô Công Chú được tổ chức này cấp mã TCGI và cũng là mã công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thành lập. Đến tháng 8 năm 2020, Chú được tổ chức này kết nạp làm thành viên và được giao nhiệm vụ tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia hoạt động của tổ chức. Chú thường xuyên tham gia nhóm họp trực tuyến của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để thảo luận, nhận chỉ đạo hoạt động từ số đối tượng cầm đầu, cốt cán từ bên ngoài. Chú thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội các bài viết, hình ảnh video kêu gọi mọi người tham gia các hoạt động TCGI, ủng hộ tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, ủng hộ Đào Minh Quân về nước lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, chú còn kêu gọi người thân tham gia tổ chức này. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khuyến cáo người dân qua vụ việc trên cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe và tin theo lời dụ dỗ của các thế lực thù địch. Lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, lôi kéo người dân chống phá đảng và nhà nước dẫn đến vi phạm pháp luật. Lý giải nguyên nhân, kỷ nguyên tàu sân bay vẫn chưa kết thúc. Kính thưa quý vị, giới phê bình tàu sân bay, còn gọi là hàng không mẫu hạm, thường quá tập trung vào các điểm yếu của loại tàu này, dễ bị tấn công để đánh giá thấp tương lai của nó, mà chưa chú ý đúng mực đến thế mạnh là nhánh không quân của tàu. Các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân có bom lớn sẽ là một phần trọng yếu của cơ cấu lực lượng hải quân trong ít nhất là nửa thế kỷ tới. Lý do chính cho sự bền bỉ này là khả năng thích ứng và mức độ linh hoạt đáng kể của bộ phận không quân thuộc tàu sân bay. Nhân tố không quân trên tàu sân bay. Lấy ví dụ tàu sân bay năng lượng hạt nhân CVN Lefort mới của Hải quân Mỹ. Khi bộ phận không quân vẫn đang trong quá trình phát triển được gắn chặt với các cải tiến chức năng ở tàu sân bay này, kết quả thu được sẽ là một năng lượng quân sự tiên tiến có độ linh hoạt, cơ động, hiệu quả và tầm vươn vô đối. Năng lực cọt đẽo bộ phận trong không quân này cho phù hợp với các đòi hỏi tác chiến cụ thể và thậm chí bổ sung thêm nền tảng không quân phi truyền thống sẽ giúp Hải quân Mỹ tiếp tục phóng chiếu sức mạnh trên cự ly lớn và trên nhiều loại hình xung đột trong các thập kỷ tới đây. Kể từ khi ra đời không quân xuất kích từ tàu sân bay vào thập niên 1930, Mỹ đã triển khai 12 lớp tàu sân bay được đóng theo mục đích cụ thể. Ba trong số này, công tàu Enterprise, Nimitz và Ford là tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Cùng thời kỳ này, khoảng 200 máy bay khác nhau đã cất cánh từ bom tàu không mẫu hạm của Mỹ. Bằng việc liên tục điều chỉnh tổ hợp máy bay trong biên chế của mình, Hải quân Mỹ có khả năng duy trì mức độ phù hợp và đóng góp của không quân Hải quân Mỹ đối với sức mạnh quân sự tổng thể của Mỹ, bất chấp các mối đe dọa liên tục xuất hiện. Đội hình tích hợp. Bộ phận không quân của tàu sân bay là đội hình quân sự được tích hợp hoàn thiện nhất hiện nay. Nó chứa đựng sự cân bằng của lực lượng tấn công và phòng ngự, trinh sát, cảnh báo sớm, chỉ huy và kiểm soát, cũng như tiếp nhiên liệu trên không và chiến tranh điện tử. Huấn luyện và triển khai đồng thời, lực lượng không quân này có cơ hội phát triển khả năng hiệp đồng tác chiến như một thể thống nhất. Hiện tại, nhánh không quân của tàu sân bay có thể có khả năng năng lực tác chiến bền vững hơn bất cứ đội hình hải quân thông thường nào. Lượng đạn khổng lồ có sẵn trên một tàu sân bay CVN cho phép duy trì hỏa lực đáng kinh ngạc trong một thời gian kéo dài. Cần nhớ rằng, ngay cả các tàu chiến bề mặt lớn nhất và tàu ngầm lớn nhất cũng chỉ mang được một lượng tên lửa hữu hạn. Một khi số đạn dược đó đã được dùng thì tàu sẽ phải quay lại căn cứ để nạp thêm đạn. Tất nhiên, tàu CVN cuối cùng sẽ phải quay về căn cứ để nạp đạn và lấy đồ tiếp tế, nhưng thời gian để làm lại việc này là tương đối dài. Hiện nay, bộ phận không quân của tàu sân bay Hải quân Mỹ đang trải qua chương trình hiện đại hóa sâu sắc nhất trong hơn nửa thế kỷ. Một phi cơ cất cánh từ bom trên tàu sân bay Mỹ đều hoặc là hệ thống mới hoặc là đã được nâng cấp đáng kể. Tính gộp lại, các tiến độ này sẽ nâng mức độ sát thương của bộ phận không quân tàu sân bay lên đáng kể. Điểm nhấn F-35C và Super Hornet. Giới quan sát quân sự đang hướng nhiều sự chú ý vào mức độ sẵn sàng của Hải quân Mỹ trong việc vận hành một biến thể tàu sân bay của chiếc phi cơ tiêm kích F-35C, tiêm kích cơ tấn công hỗn hợp. Hải quân Mỹ công bố năng lực tác chiến ban đầu của F-35C vào đầu năm 2019. Cả Hải quân Mỹ và Thủy quân lục chiến của Mỹ đều lái F-35C. Thủy quân lục chiến Mỹ cũng vận hành phi cơ F-35B cất cánh thẳng đứng xuất phát từ căn cứ trên bộ cũng như từ tàu tác chiến đổ bộ của băng lớn. F-35C có tiềm năng cách mạng hóa, không chỉ hoạt động không quân mà còn có cả cách thức toàn bộ hạm đội tác chiến. Tầm bay, mức độ tàng hình và các cảm biến hiện đại của F-35C sẽ cho phép không quân, hải quân Mỹ đạt được ưu thế trên không trước những lực lượng không quân đối phương đông đảo hơn về số lượng.
Chính các đặc điểm này, cùng với năng lực tác chiến điện tử và khả năng chia sẻ dữ liệu với các phi cơ F-35 khác, sẽ cho phép lực lượng được trang bị F-35C đối đầu với các mục tiêu được bảo vệ chặt chẽ nhất, tạo hành lang cho máy bay cường kích hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động như một cảm biến tiền phương tàng hình, F-35C có thể hỗ trợ các tên lửa tầm xa của Hải quân Mỹ, cũng như lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa. Khi được nâng cấp thêm gói phần mềm Block 4, máy bay F-35 sẽ có năng lực triển khai thêm vũ khí với khả năng tác chiến điện tử tăng cường. Bộ phận chủ lực của không quân tàu sân bay là tiêm kích đa nhiệm FA-18EF Super Hornet, được triển khai lần đầu năm 1995. Super Hornet đã trải qua vài nâng cấp giúp nó duy trì được vị trí làm tiêm kích cơ và cường kích cơ hàng đầu. Phiên bản mới nhất của Super Hornet là Super Hornet Block 3, vừa mới được đưa vào hoạt động. Block 3 bao gồm 5 cải tiến mới, một hệ thống buồng lái tiên tiến, bình nhiên liệu bảo giác, một máy tính phi vụ mới, một kết nối dữ liệu nhắm bắn chiến thuật và tiết diện tiếp xúc radar được giảm xuống. Hiện đang có kế hoạch bổ sung cảm biến tìm và dò bằng hồng ngoại tầm xa để hỗ trợ phát hiện máy bay đối phương theo cách thụ động. Các cải tiến này sẽ giúp Super Hornet hoạt động bên cạnh F-35C và vượt xa đối thủ cả về mức cơ động và hỏa lực. Nhánh không quân tàu sân bay cũng sở hữu một số nền tảng theo dõi và chỉ huy tối tân Hawkey tiên tiến E-2D. Radar mới API-9 của hệ thống Hawkey này là bước nhảy vọt hai thế hệ xét về năng lực. Thiết bị này sẽ mang lại khả năng theo dõi và đeo bám đa mục tiêu với chất lượng cao cả ở trên bộ và trên biển. Một điều quan trọng không kém là E-2D có một bộ chỉ huy, kiểm soát và liên lạc cho phép nó hỗ trợ đồng tác chiến một loạt các hệ thống vũ khí, bao gồm cả vũ khí do quân chủng khác sử dụng. Hai nền tảng khác hoàn thiện việc chuyển đổi nhánh không quân tàu sân bay đó là máy bay CMV-22B Osprey, vốn được Thủy quân lục chiến Mỹ dùng trong nhiều năm, và phi cơ không người lái MQ-25A Stingray sẽ được dùng để tiếp nhiên liệu cho bộ phận còn lại của nhánh không quân.